gọi này coi không đẹp không nhỉ? Tội nghiệp anh trong có hại anh á, không đó Dạ, lời đầu tiên xin cho phép nghệ sĩ Chí Tâm cũng như là tất cả các diễn viên đang đại diện cho ekip của đoàn phim Sáng Đèn gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ sẽ làm một món quà nhỏ xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Sân khấu muôn đèn và sáng tươi là giấc mơ tuyệt vời. Trăm năm dẫu có phai phôi nhưng tầm dương tơ lời tri âm gửi trao muôn người. Sân khấu muôn đèn và dẫu có phai phôi nhưng tầm dương tơ lời tri âm gửi trao muôn người. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được cảm ơn tiếng đàn của anh Điệp, nghệ sĩ Chí Tâm cùng với các diễn viên Bạch Công Khanh, Tiêu Minh Phụng, Lê Phương, Lê Mây và Trúc Mây, xin lỗi quý vị, Trúc Mây và Lê Trang. Và đây cũng chính là một lời chào mà chúng tôi xin gửi tới tất cả quý vị đang có mặt tại đây để tham gia buổi ra mắt bộ phim Sáng Đèn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ và xin mời các nghệ sĩ chúng ta có thể trở về vị trí để tiếp tục chương trình. Chúng ta vừa thưởng thức bản Lưu Thủy Hành Vân, những giai điệu rất quen thuộc của ca cổ với phần trình diễn của các nghệ sĩ cũng chính là những diễn viên của bộ phim này. Và quý vị cũng thấy họ đã diện những trang phục rất là đặc biệt đúng không ạ? Những trang phục của nghệ thuật cải lương và đây cũng chính là những trang phục mà các nghệ sĩ sử dụng trong bộ phim Sáng Đèn. Do lúc này là do lúc này.
máy giúp em nha. 1 1 2 3 Ngồi đi mọi người ơi. Từng ơi, từng ơi, từng ơi. Đi hết à? Từng ơi, từng ơi. Dạ rồi, cảm ơn em. Cho em vô giữa nè. Diễn vô giữa nè. Rồi, mọi người ơi, mọi người lùi lùi. Rồi, mọi người lùi lùi xuống mọi người ơi. Rồi, nhìn cái này nha. Nhìn máy em giúp nha. Một. Chưa. Rồi. Nhìn máy giúp em nha. 1 2 3. 1 2 3. Dạ rồi. Thank you.